Bây giờ chúng ta đã tiến tới rồi, thứ hai pháp. Rất là năng duyên. Tuy nhiên ở đây tất cả pháp bây giờ tất cả pháp này làm đang làm cảnh cho ta nha, cho tâm. Mà tất cả pháp để cho cái tất cả pháp chúng ta sẽ có vậy tâm nè, cộng tâm đỡ nè, cộng cho pháp nè, cộng cho bàn nè, cộng cho chế định, đúng không? Phải tất cả pháp không? Có phải dùng tâm biết tâm không? Đấy không? Ví dụ giờ tâm tham này. Có khi nào, có khi nào trong đời sống mình biết mình tham quá không? Có không? Vậy lúc này tâm tham này làm cảnh rồi đúng không? Dạ. Bị cái tâm khác biết đúng không? Khi cái tâm pháp nào bị tâm nào biết thì cái đó nó là cảnh đúng không? Mình trong đời này mình có biết mình sân sân quá không? Có không? Thì khi mình biết cái tâm sân, cái tâm sân của mình, cái tâm mà biết tâm sân có phải là tâm sân không? Không nha. Nó là một cái tâm không sân, nó quan sát. Nó là tâm biết thì tâm không không sân cái đã. Ví dụ như mình biết tâm này, mình dùng cái tâm hành biết, không có trí này, không có trí này biết là hành sân quá, đúng không? Thì cái tâm này, bắt lấy tâm sân là hành, đúng không? Không, vậy thì tâm sân nó trả là dùng chỗ cái tâm, có trí này, có tâm có trí này, đúng không? Thấy chưa? Vậy là bây giờ cái tâm sân nó đang là năng duyên, đúng không? Wow, cái tâm biết đó là cái tạo thành là sở sở duyên, hiểu cái này không? Hiểu không? Cái này là cái gì, quý vị biết không? Cái này là cái gì? Người máy văn đúng không? Wow, quý vị biết biết cái cảnh này là cảnh gì? Sắc. Cảnh sát phải là sát pháp rồi. À, biết bằng tâm gì? Biết pháp. Cái bằng tâm cứ trí là không trí gì không biết. Nhưng mà ít ra phải là tâm về nhạc tâm này đúng không? Nhạc tâm này đúng không? Nhạc tâm này đúng không? Thấy máy này hay còn sao anh cũng phải biết nó không? Thì ai cũng sáng là bảy nó là cảnh đúng không? Dạ. Con nó có dồn nè, tham đúng không? Dạ. Phải không? Dạ. Như vậy thì cái này là sắc pháp, nó đang làm cảnh đúng không? Đúng không? Mà cái tâm của nó là cái tâm tham và tâm sân tâm si đúng không? Dạ. Tùy. Nắm chỗ này chưa? Dạ. Bây giờ đây máy giam đúng không? Máy giam là gì? Máy giam là gì? Là chế định. Máy giam là gì? Là chế định. Là biết nó là máy giam phải không? Biết cái từ máy giam thôi. Phải mà? Thì biết cảnh chế định đúng không? Bằng cái tâm gì đó không cần biết. Nha. Nhưng mà rõ ràng là chế định đang làm cảnh không? Mà cái tâm kia sanh lên. Phải không? Vậy chế định là năng duyên đúng không? Phải không? Quý vị biết tiếng bàn không? Không biết.
quý vị biết danh từ niết bàn không? Thì danh từ niết bàn là cảnh gì? Là giác thần. Chưa biết niết bàn đúng không? Quý vị có nghĩ rằng mình sẽ biết niết bàn không? Có nghĩ mình biết niết bàn không? Không có hy vọng. Không có hy vọng. Có người hỏi chị tôi có chắc là Phật không? Để tôi chắc. Chắc chắn là Phật, chắc chắn. Khẳng định đi luôn. Hỏi sao cái căn cứ vào đâu mà suy chắc chắn? Dĩ nhiên rồi, nhưng bây giờ tôi thí dụ cho anh thấy. Bây giờ tôi quyết định tôi lấy cái bằng bác sĩ. Rồi sau tôi học lớp 12 sau hết rồi đúng không? Rồi bắt đầu thi vô đạo y khoa, năm đầu tôi rớt. Nhưng mà tôi quyết định tôi lấy mà, nên về học tiếp. Năm thứ hai tôi thi rớt nữa. Năm thứ ba tôi tiếp tục thi cũng rớt nữa, nhưng mà tôi quyết định tôi lấy. Năm thứ tư, năm thứ năm, năm thứ sáu tôi rớt mãi, năm thứ bảy thế nào tôi cũng đậu. Và một năm nào đó tôi sẽ đậu, là tại tôi quyết thôi. Hiểu chỗ này không? Cho nên giờ hỏi quý vị, tương lai quý vị có nhận thành thứ bàn không? Hy vọng chắc ngắt. Chắc chắn. Mà chắc chắn tôi nhận rồi, cũng quyết giải thoát, cũng quyết định giải thoát rồi, phải giải thoát thôi. Kiếp này không được, kiếp sau không, tôi tiếp. Nè, kiếp ta ra mà tôi chưa chứng mắt được hả? Tôi tiếp. Không hả mẹ? Tôi nói lên quyết định độ của mình luôn. Đó là quyết định độ của mình luôn. Chắc chắn vậy luôn. Nên nói lên cái sự tự tin của mình. Chí nguyện độ của mình. Chứ đâu có phải là mình ngã mạng đâu. Tôi nhận biết bàn, nhận như thế nào cho cái chuyện của tôi. Hiểu không? Chuyện này tôi nhận biết bàn, tôi khoe, tôi nhận biết bàn. Cũng vậy giờ mình ước giờ ước vọng mình làm tổng thống được không? Được á, không có đây được, làm được không là chuyện ra cũng sao, đúng không? Chứ nói cái vậy có nhiều người lại hỏi chứ giờ muốn làm giàu phải làm sao chứ, chứ nói làm giàu đâu có gì đâu khó. Mình muốn làm giàu là cái quyết định mình sẽ làm giàu đi, nhưng mà phải vượt qua chướng ngại thôi. Mà chướng ngại gì sư? Làm giàu không khó, mà cái khó là mãi không giàu. Làm giàu đâu khó đâu, đúng không? Vượt qua cái chướng ngại đó là mãi không giàu đó, dễ giàu thôi. Yeah. Hiểu không? Thì giờ đó, mình phải khẳng định là con tu này dứt khoát phải giải thoát. Tôi hy vọng giải thoát đi chứ. Dứt khoát tôi sẽ giải thoát. Chừng nào giải thoát cũng sao? Yeah. Nhưng mà dứt khoát tôi giải thoát. Dứt khoát tôi phải làm cái chuyện gì? Rồi là để cho mình giải. Còn nói tôi không biết có giải thoát hay không. Hy vọng mình giải thoát. Tôi trắng luôn á. Mình phải có một cái ý nguyện độ này, cái nguyện độ. Hai là tại duyên là phải không có tâm nào mà có cái cảnh. Nói cái khác là không có ý nào tâm cộng ra tâm không có tâm nào mà không biết cảnh. Đừng có nói mà tâm mà sanh lên không biết cảnh vậy. Có một số nói là để tâm không có cảnh không? Nó vẫn có cảnh là cảnh không, chứ đừng nói là không có cảnh. Ví dụ như tôi chấp không mà không có gì hết, thật sự ra nó có cái có. Chấp không vẫn có cái có nha, đó là có cái không. Người ta có cái có, còn đây là có cái không, là chắc không. Hiểu chỗ này không? Và vì là
nhà sẽ vỡ bao mẹ chúng tôi đã đồng lòng làm đây hay là mỗi nhìn hãy những điều nhìn mê vô ngắm nơi năm